Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bà xã Chi Bảo xã Kho Loạt Ảnh đi du lịch cùng chồng con. Cậu ấm lại chiếm spotlight. Lý Thùy Trang tiếp tục xả lo ảnh trong chuyến du lịch vô cùng hạnh phúc bên gia đình. Lý Thùy Trang và Chi Bảo được biết đến là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì vi biết. Dù chưa chính thức tổ chức đám cưới, song cả hai đã có chuyện tình cảm ngọt ngào qua nhiều năm. Vì sở hữu cuộc sống giàu sang cùng khối tài sản khủng, nên Chi Bảo và Lý Thùy Trang cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Những bức ảnh được cả hai đăng tải trên trang cá nhân đều thu hút sự quan tâm lớn. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, và xã Chi Bảo tiếp tục xả kho loạt ảnh trong chuyến du lịch mới nhất của gia đình mình. Có thể thấy gia đình đã có một chuyến đi du lịch rất vui vẻ bên nhau, tuy nhiên con trai của Chi Bảo lại gây sốt với những biểu cảm dễ thương, hành động đáng yêu hết nấc. Cậu bé cũng liên tục tỏ ra hào hứng khi được đi chơi cùng bố mẹ mình. Bà xã Chi Bảo chia sẻ loạt ảnh du lịch bên gia đình. Con trai Lý Thùy Trang hào hứng đi du lịch cùng bố mẹ. Loạt ảnh du lịch vô cùng hạnh phúc khiến dân tình ghen tị. Biểu cảm của nhóc tỳ đáng yêu hết nấc, có bé chiếm tròn spotlight với biểu cảm siêu dễ thương. Trước đó, qua khoảng thời gian 10 năm gắn bó và có với nhau một đứa con, Lý Thùy Trang cũng đã chính thức thông báo về đám cưới của cả hai. Cô cũng hé lộ loạt ảnh mới tại căn resort đang được xây dựng ở Côn Đảo và tiết lộ đây chính là địa điểm tổ chức đám cưới của cô và Chi Bảo trong thời gian tới. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo